Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cat Cuộc Sống Úc. Hôm nay các bạn cùng mình trồng cải ngọt bằng cách tái sử dụng thân cây và hộp bánh nhé. Sau đó cùng mình vào bếp nấu món phở xào bò cải ngọt. Mình sử dụng vỏ hộp bánh quế sô-cô-la. Mình đục hai cái lỗ ở hai bên cạnh làm lỗ thoát nước. Mình cũng có thể chỉ đục một cái lỗ ở dưới đáy như thế này. Đây là hai thân cây cải, mình cho đế của nó tiếp xúc với nước để kích thích ra rễ. Khoảng một tuần thì rễ mọc ra như thế này và lá cũng trồi lên. Lúc này mình có thể đem trồng được rồi. Mình tận dụng rác thải nhà bếp để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây. Mình có thể sử dụng bất cứ thứ gì, hôm nay mình có đầu tôm thì mình cho vào đây. Để nó không bị mùi thì mình cho đầu tôm vào khoảng giữa hộp, sau đó mình lấp một lớp đất dày lên. Khi cải mọc rễ dài hơn cũng là lúc đầu tôm phân hủy, cung cấp chất dinh dưỡng cho cây. Thân ở gốc cây cải vài hôm nó sẽ phân hủy nên mình sẽ phủ đất lấp kín cái thân nhé. Giờ mình sẽ tưới nước và lần đầu thì mình tưới nhiều nước một chút. Cải để trong nhà lên lá nó hơi vàng, cho ra ngoài nắng vài hôm nữa lá sẽ xanh trở lại. Trong 2 ngày đầu tiên thì mình sẽ để nó trong bóng mát để nó dần quen với môi trường. Và bây giờ các bạn cùng mình xào phở nhé. Mình rắc một chút mắm và một chút muối lên bò scotch. Chờ cho dầu nóng thì mình sẽ cho tỏi và ớt băm nhỏ vào. Khi cho bò vào thì mình phải đảo nhanh tay để cho bò tái đều. Để cho bò không dai thì mình sẽ không xào chín, mình chỉ để cho nó tái khoảng như thế này. Tiếp đến thì mình xào rau cải. Rau cải thì mình cũng chỉ xào vừa chín tới thôi để cho nó xanh và ngọt. Mình rắc một chút muối và tiêu cho vừa ăn. Tiếp theo là mình xào phở. Đầu tiên mình xào hành tây cho nó vừa săn và dậy mùi. Đây là loại phở tươi dùng để ăn phở bò này. Mình sẽ chỉ đảo nhẹ thôi để cho nó đỡ nát. Giờ mình cho xì dầu để phở có màu vàng nâu và cũng vừa ăn nữa. Cuối cùng mình cho rau và bò đã xào vào và đảo đều lên là được.
Sau khi đã bày ra đĩa thì mình rắc một chút vừng và cắt một chút ớt lên. Vậy là món phở xào bò rau cải của mình đã xong rồi. Nếu các bạn thấy món ăn của mình hợp khẩu vị thì chia sẻ video của mình nhé. Đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!